Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Trần Quốc Đạt, anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Phạm Ánh Dương, anh em Vũ Trọng Tín, anh em Hùng Phan, anh em Thắng Trang Ngọc, anh em Đỗ Hoàng Hải và cuối cùng là anh em Phạm Dương. Cảm ơn toàn thể các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Còn game Auto Chess sau khi update bánh cuốn thực sự anh em ạ, cực kỳ hay luôn. Chưa thấy có một cái meta nào mà sau khi update mà lại còn là big update mà nó lại cân bằng như cái meta này. Gần như là chơi cái bộ nào cũng ngon. Cái bộ 9m5 rồng ấy với cả cái bộ Insectoid nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi anh em ạ. Nó nhỉnh hơn một chút xíu thôi chứ nó cũng không nhỉnh quá nhiều. Ok. Trận này thì có con rồng 5 đô nên là tôi cũng sẽ hướng tới là cái bộ 5 rồng thôi. Đấy, bởi vì là có truyền thuyết có rồng 5 đô thì chúng ta chơi. Ngoài ra thì có thêm cái con 5 đô, một tướng 5 đô khác ấy, mới quay trở lại là cái con Egersis 5 đô cũng rất là ok nếu mà chúng ta chơi mết. Lấy cái Berlin trước để có thể ra những cái chiêu thức sớm anh em ạ. Chúng ta chơi bắn trưởng nên là chúng ta lấy những cái đồ tăng mana đó. Ok. Rồi, được đấy. Ê à, đây, món này ngon này. Lấy cái nhẫn máu cũng được, cái nhẫn máu cũng được. Một cái nhẫn máu để giúp cho tôi có một chút tăng cơ, hồi máu cũng ok, rất là ok luôn. Rồi, khởi đầu này là cũng tạm được. Chơi Auto Chess anh em cũng biết là chắc là tôi cũng phải cỡ đâu đấy phải 5 năm rồi. Đấy. Nhưng mà chưa bao giờ tôi cảm thấy là thú vị như bây giờ. Sau rất nhiều những cái update khác nhau thì tôi cũng chơi thôi, nhưng mà cái cảm giác mà muốn tìm hiểu và nó có một cái gì đấy mà nó rất là khiến cho mình cảm thấy là đam mê. Đấy, thì meta này thực sự nó đã giúp tôi quay trở lại cái đồ đấy. Đã từ rất lâu rồi, cái đam mê nó bị giảm sút do cái quá trình mà làm việc với cái bộ môn này nó quá nhiều. Đấy, bị chai sạn đi. Thì cái meta này thực sự nó quá nhiều cái những cái thú vị, những cái hay ho hấp dẫn để tôi có thể là tôi yêu thích nó trở lại. Thực sự là nó rất là hay. Đối với các anh em mà đã bỏ game hay đã xóa game từ lâu rồi ấy, mà bây giờ vẫn đang xem tôi nhưng mà anh em không còn chơi nữa ấy, thì tôi khuyên anh em một cái câu chân thành, đó chính là anh em hãy quay trở lại và thử đi, thử cái meta này đi. Rất tuyệt vời luôn, cực kỳ hay. Không biết là nó có phải là quá muộn không, khi mà nhà phát hành đến tận bây giờ nó mới có thể có những cái thay đổi như kiểu dạng như bây giờ. Lối chơi đa dạng và phù hợp với tất cả những cái người chơi mới cũng như là người chơi cũ đều có thể chơi được một cách rất là ok. Với người chơi mới thì dễ dàng tiếp cận. Đấy. Với những cái người chơi cũ thì nó nâng một cái tầm cao, nó lên hẳn một cái tầm cao gọi là pro luôn. Nó khác hẳn cái bộ những cái mà kiểu xoay bài các thứ ở ngày trước ấy. Bây giờ xoay bài cực kỳ kinh khủng. Xoay bài mà lít game mà coi như là xoay cả đồ luôn ấy, thì thực sự là nó phải cực kỳ là tay to. Đấy, tôi đánh giá cái người mà xoay bài mà lít game ấy, ở cái thời điểm hiện tại ấy, mà xoay được hết toàn bộ 100% cái đội hình thì thực sự là rất hay. Đó. Đồ bây giờ chúng ta không hề phụ thuộc vào đồ nữa, mà chúng ta có thể rèn lại toàn bộ những cái đồ mà chúng ta sử dụng từ cái giai đoạn đầu game đến tận cuối game luôn. Chúng ta có thể rèn lại và chúng ta chơi một cái đội hình khác vẫn rất là ok. Chỉ cần là counter của đối thủ là được. Đấy, rất hay luôn ấy. Và cái đấy nó là cái độ khó ở con game nhá. Tức là nó giảm so với cả cái người chơi mới và nó tăng lên so với cái người chơi cũ thì thực sự là nó đã là một cái hay rồi. Nhưng mà cái hay hơn này đó chính là sau khi update thì nó thực sự là cân bằng. Rất nhiều người kêu là cái bộ Insect và cái bộ 9m thì nó quá mạnh, nhưng mà tôi nói thật là nó không có quá mạnh đâu anh em ạ. Nó cũng chỉ mạnh hơn những cái bộ khác một chút thôi. Một chút xíu là không đáng kể. Vẫn chơi những cái level khác vẫn có thể ăn được. Đấy. Nếu mà anh em chưa thử, anh em có thể thử những cái bộ như là bộ Beat. Đấy, nó đã quay trở lại rồi. Bộ 9 Warrior. Bộ 9 Warrior quay trở lại. Sau đó là chúng ta sẽ đến cái bộ mà nó vẫn tiếp tục mạnh. Đấy chính là cái bộ 6 Warlock, anh em thử đi. Nó không có sợ một cái bọn Insect kẹp mèo đâu. Insect mèo heo gấu gặp cái bộ Warlock ấy, nó cũng chỉ là như con như cháu thôi anh em ạ. Không có cửa gì mà ăn được. Đấy, anh em cứ đắp đồ cho ác mộng thì một mình nó solo hết. Đấy, anh em thử đi. Chứ còn rất tôi thấy có những cái người kêu mà người ta nói thật, kêu nhiều quá, trong khi rõ ràng meta rất hay. Và có rất nhiều anh em hôm trước là tôi lên cái clip ấy, rất nhiều anh em mà anh em cũng đồng tình với tôi, đúng không? Đấy. Đấy, anh em rất nhiều anh em comment đồng tình với tôi là meta này quá nhiều cái thứ thú vị để chúng ta có thể tìm hiểu. Nó như là chúng ta có một cái quyển sách mới và có rất nhiều những cái điều mà chúng ta còn chưa biết, cần được khám phá. Bản thân tôi chơi cái trò này nhiều đến như thế mà tôi còn thấy thích thì anh em biết là thế nào. Chúng ta đang có cái chuỗi thắng liên tiếp. Ui rồi, heo luôn này. Hay là quay xe nhỉ? Thực ra heo thì chúng ta sẽ có 4 đỏ. Ở đây là cũng có 3 rồng rồi này. Đang phân vân nhỉ. Thực ra lấy đồ thì đồ này vẫn có thể là rèn lại được, cũng không có vấn đề gì. Đấy, cái hay ở trong cái meta mới là như thế. Rất là hay luôn. Nhưng mà chúng ta đầu game chúng ta có thể lấy đồ đại đi, lấy một vài cái đồ ngon nghẻ đi, có lợi thế một chút. Sau đó thì đến tầm khoảng giữa game ra những cái con quan trọng, con co quan trọng ở trong cái bộ nào đấy thì lại sao bài được, rèn lại đồ đó. Bây giờ ra con heo này, ra thêm con heo nữa thì quay xe. Đấy, quay xe luôn. Sang cái bộ mèo heo cũng được. Rất là ok. Mặc dù những cái trận đấu ấy mà ở trong cái bộ truyền thuyết có các con rồng 5 đô và một cái con, thêm một con rớt hoặc là cái con tướng 5 đô hệ mết ấy. Ví dụ như con Squire hoặc là cái con tướng mới Egersis là chắc chắn là tôi vẫn chơi mết. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái lợi thế ở đây là nó không phải chỉ lợi thế là về cái đội hình meta mà nó là cái lợi thế về dễ xây dựng và dễ để có thể có cái cơ hội mà ra được những cái con đó, dễ form được đội hình, dễ vào top thì tôi vẫn chọn. Chứ còn tôi cũng không có nhất thiết là tôi phải ở trong một cái trận đấu mà thấy có mấy cái thằng nó chơi mèo heo xong rồi là chúng ta chơi mết, chúng ta sợ quá, chúng ta bị counter ấy thì không, tôi không nghĩ thế. Bởi vì là trận đấu ấy có 8 người cơ chứ không phải là chỉ có một mình tôi. Sau đó tính đi solo với cả một cái ai đấy thì không. Đấy, chúng ta phải tính toán là ví dụ như là cái số lượng người chơi mèo insect nó là bao nhiêu. Nếu mà nó quá đông thì chúng ta mới không lên chơi thôi. Đấy, còn nếu mà nó không đông lắm thì chúng ta vẫn có thể chơi. Mà thực ra thì cái việc mà chúng ta chơi hay không nó còn phụ thuộc vào bài ra nữa anh em ạ. Nếu mà bài nó ra thì vẫn cứ lên chơi. Bởi vì anh em thấy là ví dụ như là một trận đấu mà có 3-4 thằng nó chơi insect mèo ấy, nhiều khi cái bọn nó tranh nhau ấy, bọn nó không ra bài đâu. Đấy, nhưng mà chúng ta chơi một mình một đường nó lại ra. Đó, nó dễ form bài hơn, nó dễ mạnh hơn, dễ đánh chuỗi thắng hơn. Mà đã đánh chuỗi thắng rồi ấy, kiểu gì lên game vẫn thắng. Bởi vì làm sao? Late game chuyển sang Warlock. Đơn giản mà tôi thường hay chơi, tôi kẹp thêm con ác mộng vào, sau late game chuyển sang 6 Warlock đánh ngay, dễ đơn giản mà, có gì đâu. Cái bọn mèo insect ấy, nhiều khi là bây giờ kiểu nó bị hot ấy, nó hot meta nên là nhiều người chơi lắm, nhiều người chọn lắm. Mặc dù mấy hôm nay là cũng đỡ rồi, đỡ hơn so với cả mấy cái hôm đầu tiên. Nhưng mà hôm đầu tiên này đông thật sự. Chứ còn bây giờ nó cũng đã vào cái meta mới, mọi người thấy là nó cân bằng chơi nhiều bộ rồi ấy. Ở các cái mức rank thấp thì tôi không biết. Mức rank mà tôi đang chơi là mức rank Queen ấy, thì là người ta cũng chơi đa dạng lắm, người ta cũng không có chơi kiểu bắt buộc là vào phải chơi mèo heo đâu. Tôi thấy là người ta vào ấy, người ta chơi, nếu mà ít thì cũng có một thằng chơi, còn nhiều thì chắc là cũng chỉ 2 thằng thôi, chứ còn cũng không đến lỗi mà 5-6 thằng chơi mèo heo. Đấy, tôi nói thật. Đấy là tôi khẳng định với anh em luôn. Rồi, lấy cái gậy sát thương nhá, gậy phép này cũng được. 9m cầm gậy phép được rồi. Cái con Skybreaker nó gánh tôi đến bây giờ này, anh em này, dã man nhá. Rồi, có chuỗi thì đương nhiên là tôi sẽ up cấp lên để tôi giữ cái chuỗi này. Chúng ta sẽ lên 7 luôn. Bài này nó lại không ra mết nhá, nó lại ra đỏ anh em ạ. Nhưng mà trận này truyền thuyết ấy, trong cái bộ truyền thuyết thì đỏ nó lại không ngon. Đỏ mà không có bad omen thì vứt đi thôi, không chơi được. Phải bắt buộc phải có bad omen thì mới chơi đỏ. Mà đỏ gì thì cũng thế, gót đỏ hay là đỏ kẹp lùn. Cái bộ đỏ kẹp lùn bây giờ nó có vẻ khá đuối ấy. Bởi vì lùn nó chỉ có 2 con được hưởng thôi, chứ nó không được hưởng tất cả toàn bộ đội hình. Chính ra trận này đi beat cũng ngon nhá, có ngộ không. Nhưng mà thôi, để những cái video khác tôi sẽ làm cái bộ beat. Tôi đang có một cái kế hoạch là sẽ đưa cái bộ beat quay trở lại trong rank. Đấy. Anh em tin không? Tôi sẽ đưa cái bộ beat quay trở lại trong rank trong cái thời gian sắp tới đấy. Chắc chắn là sẽ hồi sinh lại cái bộ beat. Anh em bây giờ anh em đang bỏ qua một cái bộ lineup cực kỳ mạnh luôn. Đấy là cái bộ beat, một trong những cái bộ mà phải nói là mạnh nhất bây giờ đấy. Chưa ai thấy được cái tiềm năng, nhưng mà tôi nhìn thấy ở trong những cái món đồ mới là đã thấy được cái bộ beat rồi, rất là ngon rồi. Tại sao không chơi mà lại cứ đi chơi Insect? Tại sao không phải là beat nhỉ? Đây này, thằng này God Warlock này, thằng này God Warlock. Hoặc là Egersis, có thể là Egersis. God Warlock hoặc là Egersis. Không sao. God Warlock thì cũng vào nữa, tí nữa Doom một phát thì cũng bay màu hết thôi. Doom, Doom phải mua. Còn Doom này tí nữa mà chơi với cả God Tuấn cơm fake hay ao thế à? Bí mật, đoán xem, đoán xem, đoán. Dã man. Thường thì những cái câu hỏi kiểu này tôi vẫn sẽ trả lời. Đấy, nhưng mà ví dụ như có những cái câu hỏi kiểu là Tuấn cơm fake à, tôi không bao giờ tôi trả lời. Tôi không bao giờ tôi đi thanh minh là tôi là hàng real, tôi không bao giờ tôi trả lời như thế. Ai tin thì tin thôi, ai không tin thì thôi, đúng không? Mình cũng chả phải thanh minh làm cái gì. Ok, với cả có một cái này nữa mà tôi không lên là thanh minh, kể cả là mà trong game có bảo tôi là fake ấy, có người bảo tôi là fake thì tôi cũng sẽ không thanh minh. Bởi vì làm sao? Bởi vì nếu mà cái trận đấy mình thua là sao? Đúng không? Thì mình sẽ là fake thì cũng rất là ok, đôi mang tiếng. Dã man. Ui, đây vớ vẩn thua này. Hỏng rồi, con sâu là có Berlin đường dưới. Ơ được không? Ui vẫn được anh em ạ. Ui được đấy nhở. Giữ cái chuỗi này ok đấy. Sắp round 15 rồi. Chỉ cần giữ chuỗi qua round 15 thôi. Đội hình bây giờ chưa ra mét nào ạ. Vãi đái thật. Berserker lên được 2 sao chứ. Đùa. Thật như thế luôn. Đây là giống như là chơi đỏ vậy. Đỏ kẹp lùn là hay có con Berserker này đầu game, sau đó thì kẹp với Glacier 4 đỏ, dần dần đến 6 đỏ Glacier kẹp lùn. Kiểu chơi nó như thế. Nó rất là form rất giống bài 6 đỏ luôn. Nhưng mà thôi, kệ, không chơi đâu. Bây giờ kiểu tận dụng ấy, chơi kiểu tận dụng, ra gì chơi đấy thì đấy, biết thế nào được nó cứ cho thì chơi thôi. Thì lúc có tiền thì chúng ta roll. Roll nó form bài nó chuẩn là được. Đấy bây giờ tận dụng nó vẫn mạnh mà. Vẫn chơi rất là ok. Đánh ở chuỗi nào 15 luôn. Dã man. Được đấy. Thằng này có Berserker 2 sao trong cái bộ Greater, nhưng mà nó không ăn được tôi. Ui ra áng mộng luôn này. Con này mua không? Áng mộng này cũng ngon đấy nhá. Nhưng mà hết 4 slot rồi. Bây giờ phải mua cái con ác mộng này thì phải bán một con đi à? Bởi vì tôi sẽ phải mua con so là cũng sẽ phải mua Circuit Hunter. Tôi nghĩ là nó cũng chưa biết là bao giờ lên 2 sao. Chắc là sẽ bán Circuit Hunter đi. Bởi vì tôi cũng sẽ form sớm cái đội hình meta thôi, chứ tôi cũng không giữ con này lâu đâu anh em ạ. Bây giờ nó cũng đến cái round 20 đến nơi rồi. Sau cái round 15 này bắt đầu vào giữa game rồi. Chúng ta phải form đủ bộ thôi. Ít nhất sẽ là kiểu 5 rồng 3m ấy, 5 rồng 3m là cũng được, cũng chơi được. Đấy. Cứ phải có sẵn những cái con mết đã. Chuyện này có cả Warlock này. Chúng ta có cả Greater, sau đó chúng ta lại còn thấy có cả cái bọn Witcher nữa. Trời, đội hình rất là đa dạng luôn nhá. Anh em thấy là meta đấy anh em. Nó cân bằng nên là rất nhiều người chơi các thể loại luôn. Đây rồi, rồng rồi. Đồ này không có cái đồ gì cho mết thì chắc là tôi random thôi. Random đấy. Ok, một cái kháng phép cũng rất là ok. Thực ra mấy cái đồ này cứ lấy tạm đi, xong rồi tí nữa chúng ta rèn đồ cam, đồ tím hết đấy mà. Rồi, tôi up lên 8 mà tôi bỏ cái bộ 4 đỏ ra anh em nhá, cho 3 rồng vào đã. Ok. Rồi, chúng ta bỏ dần cái bộ đỏ đi thôi. Con nào 2 sao rồi giữ lại. Sau đó chuyển sang dần sang cái bộ rồng. Bây giờ chúng ta có 4 con rồng ở đấy, thiếu mỗi con Dragon Clyde thôi. Nếu mà ra 5 rồng mà chơi luôn. 5 rồng ở đây chắc là 5 rồng kẹp 2 sao chứ nó cũng chả có Celesi gì cả. Cặp này có thua không? Chắc là tôi nghĩ không thua đâu. Chồng cũng có Agali Clyde lên 2 sao nhưng mà không, tôi mạnh mà. Kẹp Doom rồi đó. Ok. Doom chết rồi, gọi ra thêm con Doom nữa. Con heo nó gọi ra. Ui, bom này. Quay xe Goblin không? Rồi, bom mà chơi 5 rồng kẹp bom. Có gì đâu. Chơi 5 rồng kẹp bom được. Cho bom mà. Bây giờ ra 5 rồng là 5 rồng kẹp bom luôn. Nhưng mà cái con bom này nó lại phải cầm Berlin thì nó cũng không tin lắm nhỉ. Berlin ra góc với kia thì nó sẽ không lổ hết bàn cờ. Được cái là có cái Berlin thì nó sẽ thả cái quả bom sớm đó. Ui, cặp ngay là 5 rồng này. Đấy. Ơ, Berlin thì không mất bảo anh em ạ. Buồn cười là Berlin lé cái trưởng của con Flame. Ui giời, thế thì có khi là vẫn ăn đấy. Tưởng thua nhưng mà cuối cùng lại vẫn ăn. Hay. Thằng nó xả hết tiền nó ăn tôi này. Cái quả vừa rồi con bom nó không chết, nó đặt được quả bom ra, thế là ăn. Chính ra cái Berlin cũng lợi phết nhỉ anh em nhỉ. Ồ, Berlin mà gặp 5 rồng lé nước trưởng ấy. Đúng thật, đánh với 5 rồng có cái Berlin lợi phết. Bây giờ mới để ý. Có cái Berlin quả vừa rồi ngon thật sự luôn. Ok. Berlin phát lé trưởng. Như đúng rồi, Flame giật vào không mất tí máu nào. Bây giờ thì chúng ta chắc là tôi nghĩ là có con bom này thì tôi cũng sẽ không làm gì đâu anh em. Tôi sẽ lên dần lên 9 thôi. Bởi vì cái bộ 5 rồng 6m nó form ở level 9. Tôi cũng sẽ không vội đâu. Mất chuỗi thì thôi thôi. Cái tầm này chả cần lắm. Gặp thằng này khi mất chuỗi này. Đặt được quả bom thì ăn. Ủa tôi chết rồi, bom kẹp rồi. À mẹ, thằng này nó kẹp cái con Tabu Butcher ở đít. Ôi nhưng vẫn ăn. Thế chứ lị. Vẫn ăn cơ à. Nó kẹp con Tabu Butcher lúc tôi Berlin vào nó bị trừ mana thế là không tung một trưởng. Ôi ôi. Đúng rồi anh em ơi. Tôi chọn đúng lên văn minh rồi anh em ạ. Dã man. Hai con già bây giờ bán nó gì đây? Tôi nghĩ là nó sẽ là quyết định. Tôi nghĩ là sẽ là sáng suốt. Lên 9. Giữ cái chuỗi này. Ok chưa? Thằng này Goblin thì thoải mái luôn. Round này chúng ta sẽ vẫn thắng thôi. Có Doom này sẽ không sợ đâu. Doom chết rồi lại gọi thêm con nữa, lại Doom phát nữa. Ok. Đó. Dưa chơi ra 20 luôn này. Năm rồng luôn, hay quá. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ bỏ mấy cái con đỏ đi thôi. Có đủ bộ rồi. Bây giờ 5 rồng 3m kẹp bom, kẹp với cả Doom. Trên này ra mết chính ra là nó không đúng lên văn minh làm đâu anh em ạ. Ra hai con già nhưng mà cũng chưa lên được 2 sao. Đấy. Nó 20 rồi thì thực ra nó cũng muộn rồi chứ nó cũng không phải là sớm. Bây giờ vẫn còn mấy cái con kiểu con Thunder, con Phượng Hoàng vẫn chưa ra con nào. Con Flame thì vẫn chưa có thêm được con nào cả, vẫn một con. Con The Soul thì từ đầu game mua hai con, bây giờ vẫn còn nguyên, chưa lên được 2 sao. May mà cái đoạn đầu game nó tận dụng tốt cái bộ đỏ, bây giờ vẫn có chuỗi. Còn là nếu mà cứ cắm đầu vào mà kiểu mua mấy con mết thì chắc bây giờ đang là chuyện thua. Thậm chí là bây giờ sao hết máu rồi. Với những cái con mết thì kia sao mà ăn được, đúng không? Đấy, trận này đánh nó cũng linh hoạt phết. Ok, đây rồi, hết trượng là đương nhiên. Đó. Đồ này thì tôi khuyên anh em là không lên ghép cái đồ cam sớm anh em ạ. Thực ra có những cái người ta ghép ở round 15 là chọn đồ cam luôn ấy, tức là phải rèn tất cả toàn bộ đồ thì nó cũng tùy người. Nhưng mà tôi đánh nhiều trận rồi tôi thấy là để như này ngon hơn. Đấy, tức là chúng ta cầm nhiều đồ, cầm mấy cái đồ đều thôi, nhưng mà tôi thấy vẫn ngon hơn là rèn một cái món đồ cam. Một vài đội hình thì đúng là có cái đồ cam sớm thì nó cũng ngon thật, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn thích cầm nhiều đồ hơn anh em ạ. Doom lên là 2 này. Ok, kẹp con Doom vào. Doom 2 sao đương nhiên cho vào rồi. Hay, quá tuyệt vời. Ơ, không phải, đây. Thế này đi, có tí human không? Đúng không? Lên 11 thì nó làm sao nhỉ? Cố gắng tích sách từ bây giờ vẫn có thể lên 11 được. Nói chung là ok rồi đấy. Đấy. Ui. Bạn ơi, chơi cùng đội hình à? Nhưng mà tôi có con Doom này. Trứng này đập cho bom không? Để dành quả bom đập cho bom nhỉ. Chả cần 6 mét luôn, 3 mét vẫn cứ là khỏe. 5 dòng 3 mét. Đây có những cái món đồ mà chúng ta không dùng đến thì chúng ta có thể chúng ta rèn. Chỉ có món nào không dùng đến mới phải rèn thôi anh em ạ. Tôi cứ món nào dùng được là tôi không ở tôi rèn. Ok, lấy đồ tím nhá, chả cần đồ cam đâu, lấy đồ tím được rồi. Đây rồi, từ gậy báo ngon nhất. Thực ra có hai món đồ đều ngon, đấy chính là cái xích cũng ngon, lấy cái xích thì có khống chế, nhưng mà gậy báo ngon hơn. Gậy báo 5 rồng anh em ạ, 5 rồng gậy báo gia tăng sức mạnh lên rất là nhiều, nó cũng là một cái khống chế đấy. Gậy báo này nó là cái khống chế theo kiểu là silent đối thủ, không cho đối thủ tung trưởng. Đấy, những cái món đồ mà không dùng thì mới vứt đi. Có những cái món đồ mà có thể dùng được thì cũng không nên vứt đi làm gì cả. Chúng ta có thể tận dụng được hết những cái món đồ được cho. Và cũng quan điểm của tôi ấy, cá nhân tôi nhá. Đấy, tôi xin nhắc lại lần nữa. Không anh em lại bảo là tôi dạy anh em chơi thì không. Tôi không dạy anh em chơi, anh em có thể chơi bất cứ cái gì mà anh em muốn. Nhưng mà theo tôi ấy, thì tôi có thấy cái cảm nhận của tôi là nếu mà cầm nhiều đồ thì vẫn ngon hơn là dồn toàn bộ để mà ghép đồ cam. Bởi vì cái đồ cam bây giờ nó cũng không mạnh như cái đồ cam trước đâu anh em. Nó không quá mạnh như cái đồ cam ngày trước, nó có rất là nhiều stat. Có hiệu ứng của cái món đồ cam kèm theo stat thì nó rất là mạnh. Nhưng bây giờ khi mà anh em ghép đồ cam ấy thì nó cũng chỉ có một cái hiệu ứng mạnh hơn những cái đồ tím hay là mạnh hơn những cái đồ bình thường thôi. Nhưng mà cái stat của nó cộng thì nó không được nhiều. Đấy, phải hy sinh quá lớn nhưng mà mất hết những cái món đồ kia. Ok, khỏe ở đấy anh em ạ. Nhiều người có một cái phong cách chơi, tức là đến round 15 là khô màu hết, xong rồi là đổi ra cái đồ cam, rèn ra cái đồ cam. Nhưng mà tôi thấy đồ cam ở cái round 15 ấy mà lấy ra mà chả may nhá, mà cái round đấy nó còn không ra cái món đồ ưng ý cho anh em ấy, mà thậm chí nó còn ra một cái bộ đồ mà không dùng được ấy, thì rõ ràng là cái con game đấy của anh em là coi như bỏ luôn. Đấy, bởi vì làm sao rèn hết toàn bộ, lấy một cái đồ cam sau đó là không dùng được. Thì cái đồ cam đấy mà bây giờ anh em rèn lại ấy, là anh em cực kỳ lỗ luôn. Bởi vì cái đồ cam ấy nó chỉ tính là 5 thôi anh em ạ. Nó chỉ tính là 5 thôi. Đây là thiệt lắm. Đây là tốt nhất là đừng có coi như là khô máu sớm. Cứ từ tốn thôi. Đánh từ tốn thôi anh em ạ. Rồi. Đấy, như cái nào này không lấy được cái đồ gì tôi lại random. Đấy, ra cái đồ gì thì vẫn có con chơi được. Ơi, vứt cho con rồng. Được, cái món này cũng ngon chứ còn cũng không đến nỗi mà phải rèn lại làm gì. Đấy, cái xích này vẫn có thể chơi được. Đấy, tận dụng hết, không có cái món nào bỏ cả. Kệ nó, trên làm rồng này cũng chả nhất thiết là phải có quá nhiều đồ cam đâu anh em ạ. Không còn cần có nhiều đồ cam đâu. Chúng ta chỉ cần là mỗi con vào phát tung trưởng, sau đó thì là có đồ để các cái hiệu ứng của nó có thể thi triển được đó. Nó sẽ có hiệu ứng trừ giáp này, hiệu ứng tăng tốc đánh này, hiệu ứng khống chế các kiểu. Cái thằng năm rồng mết nó cũng đang bắt đầu đi lên rồi đấy. Mà nó có cắt được cái chuỗi này của tôi không thì tôi cũng chưa biết. Ra là cái con này này, con tướng Egersis này là khỏe này. Nhưng mà đối thủ đổi hết sang đồ cam. Đối thủ lấy cái giáp cuối là cũng ngon đấy nhá. Đấy, cũng hên đấy. Roll ra là cái giáp phản. Cái giáp phản là cực kỳ kinh khủng luôn. Năm rồng này mà tung trưởng mà đúng lúc cái giáp phản nó bật lên ấy, mà nó phản lại nó bật, nó có khi chết luôn ấy. Kinh phết ấy. Nói chung là cái giáp phản đấy là cũng không nhờ được đâu. Món đồ là món đồ chuyên lật kèo ấy. Ok, tôi sẽ lên 11 sớm đó. Trận này chắc là sẽ lên 11 rồi. Ở đây có một cái viên tinh thể ma lăng là chúng ta cũng sẽ không dùng đến. Viên này là không dùng đến này. Bởi vì trên 5 rồng thì cần gì mana đâu, đúng không? Đấy, trên 5 rồng thì không cần mana. Nên chúng ta có thể chúng ta sẽ rèn lại để chúng ta kiếm một cái món đồ khác. Nhưng mà tí nữa mới rèn nha anh em nhá. Tích để lấy một cái món đồ tím hoặc đồ cam thôi. Chứ còn không, bây giờ không rèn nữa, kiểu lấy cái đồ nhỏ nữa. Rèn là rèn đồ lớn luôn. Nhưng cứ tích đấy đã. Rồi, Goblin thì vô tư đi. Ui, tài ra được cái con tướng 5 đô này. Vớ vẩn thua này. Ui, thôi đúng rồi. Hình như là 6 Goblin, 6 mech. Sau đó thì nó roll ra được cái con lick. Roll ra lick 2 sao. Con đấy là con mà tôi đang cần đấy. Ui, đây mình cũng có. Tôi cũng có ở đây. Chắc bán mấy con human đi. Thôi, mỗi ra một quyển sách rồi vậy. Cho lick vào chúng ta sẽ có thêm 3 Egersis. Thực ra nếu mà bây giờ bỏ cái con bom ra ấy, sau đó cho một con này vào này. Đấy thì chúng ta có cả 6 mét nữa, đúng không? Cũng hợp lý. Cho ra tung trưởng cho nó mạnh. Thôi ăn rồi, ăn rồi. Ui rồi anh em nhìn cái tác dụng của cái gậy bão chưa? Trời ơi, có cái gậy bão tôi mới ăn được thằng này đấy. Hơn đối thủ ở cái gậy bão. Cực kỳ khỏe. Đấy, đều những cái món có thể dùng được. Thằng cuối cùng là thằng Egersis. Thế thì đơn giản rồi. Thằng Egersis nó sẽ có cái con ác mộng làm co. Nhưng mà tôi có cái con Doom ở đây thì tôi chắc là tôi cũng không sợ lắm đâu. Cái bọn Egersis này ấy, tôi nghĩ là già nó chỉ cần phọt trưởng một phát thôi là chết hết. Sau đó là cái con Doom nó sẽ Doom vào cái con ác mộng này là xong. Thế là giải quyết được. Ở đây có kiếm hồn 2 sao nữa đúng không? Lé được con già ra là ngon lắm mà. Lé già dây cuối nhá, không là bị bắt đấy. Đấy anh em thấy chưa? Trời, tỉnh táo. Biết ngay. Bắt thộ. Trời ơi, anh em nhìn cả. Làm rồng nó vào nó phọt cho một phát trưởng nó bay màu toàn bộ đội hình. Ui League 2 sao này. Với trận này chắc chơi 6 mét thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là còn thậm chí chúng ta còn không lên được 11. Trận này đánh vào level 10. Vãi đài thật. Làm sao mà có thể lên được 11 đấy. Không lên được. Tích sách đó là phí rồi. Mấy quyển sách dùng không dùng được. Khổ. Lốt cái round này có thể tôi sẽ kiếm một cái đồ cam. Đấy, round 30 tôi mới kiếm đồ cam này anh em này, thấy chưa? Tôi cũng thấy là nó cũng đâu có yếu đâu, thậm chí nhá, chúng ta đang chuẩn bị top 1 rồi. Hay lắm, tôi xem Tuấn Cơm từ ngày tập chơi đó. À thế à bạn. Ui rồi ơi. Hay bạn ơi. Thằng là bạn dùng ác mộng bạn bắt kinh đấy. Đây rồi, có cái xích sắt này là quá tuyệt vời luôn. Rồi, nói chung là chuyện này là của tôi rồi anh em ạ. Bọn Egersis này không có cách nào hết. Egersis này làm gì có cách nào đâu. Chả có cách nào cả. Rồi, rồi mốt 2 sao anh em nhé. Ui đây rồi, rồng 5 đô này. Rồng 5 đô bỏ con này ra. Ok. Thay con bom mà, có 6 mét rồi mà. Chúng ta thử à? Đặt bom luôn. Thôi mấy cái đồ này tạm thời thì chúng ta chưa ghép hội. Tôi cũng chả ghép nữa. Bởi vì chúng ta thắng rồi anh em ạ. Đập trứng cho con này không? Roll nốt. Từ từ đã, lấy con này đã này. Không chết đấy. Ui ôi, bị bắt giả, vãi đài. Hay quá nhờ. Được đấy, được đấy. Tay nhanh phết. Nhưng mà có thua không? Thua. Càng. Quả bắt giả vừa rồi nhanh nhờ. Tôi chuyển giây cuối vẫn bị bắt ạ. Cái quả vừa rồi chắc là bị đoán ở đâu, kiểu đối thủ hiểu tôi ấy. Ai game này xem kênh tôi kiểu lâu rồi ấy, xem nhiều ấy, biết là cái vị trí mà mình hay để con già rồi. Luôn hết tiền. Ui đây rồi. Thôi đập lốt cho. À đấy, có rồng này. Thế là có rồng, có bom. Rồng bom 2 và con League 2 sao. Rồi, quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Lên một phát 3 con 5 đô 2 sao luôn. Rồi xong rồi. Đồ giờ dồn cho League nhá, để đỡ bị bắt. Nói chung là cứ dây cuối chuyển thôi. Bây giờ sợ gì? Bây giờ anh em thấy là con nào tung trưởng mà chả chết. Chả cần phải giả. Giả không tung được trưởng thì cũng vẫn thắng thôi. Cứ để giả đấy. Chả sao. Xong rồi. Bị Doom. Bị Doom mà cơ năng mộng. Nhưng mà cơ năng mộng này nó có cái nó gọi là bất diệt. Nhưng mà cũng chả làm được gì. Trời ơi, cái con ác mộng bất diệt nhưng mà bị Doom vào thì cũng không thể nào có thể tung được trưởng. Dã man. Thế mà tôi cứ nghĩ là cái bất diệt đấy là nó phải chống lại Doom ấy. Không phải à? À, để hóa ra là bất diệt nhưng mà sắp chết ấy, nhận sát thương chí mạng là nó cũng sẽ không giải được cái hiệu ứng Doom anh em ạ. Nó chỉ giải được những cái hiệu ứng khác thôi. Đây cái video này là chúng ta có thể thấy rất rõ cái điều đấy. Cũng là ok chứ nhỉ. Chúng ta biết thêm một cái điều mới đấy chính là cái món đồ là giáp cuối bất diệt là không giải được Doom. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với một cái bộ line up mạnh nhất ở trong cái meta hiện tại. Đấy là line up mèo heo gấu anh em nhá. Cực kỳ khó chịu, cực kỳ là gây ức chế cho đối thủ luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để một lần nữa xem lại tôi chơi 5 rồng kết hợp với cả mết anh em nhá. Nó cũng là cái line up meta hiện tại rất là mạnh. Dễ chơi, dễ trúng thưởng anh em nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!